Một chàng trai trên đường về nhà, đi ngang qua một nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng lóc cốc từ trong nghĩa địa vọng ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma. Nhìn vào nghĩa địa, anh ta thấy có một ông già đang đục khoét cái gì đó trên bia mộ. Anh ta bảo, lạy Chúa, ông làm tôi cứ tưởng là ma chứ. Ông đang làm cái gì ở đây vậy? Ông già trả lời, khỉ thật, đứa nào nó khắc sai ngày tao chết trên bia mộ thế này. Hai vợ chồng giám đốc đang ngồi nói chuyện thì chuông điện thoại của anh chồng reo lên. Anh chồng bắt máy, bên kia là giọng của bồ nhí. Anh đó hả? Anh chồng bối rối một chút rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời, alo, ai đó? À, danh sách khen thưởng của nhân viên công ty hả? Anh giỡn hoài, có thương em không nữa nè. Thứ nhất, Nguyễn Hoài Thương. Giờ em đến với anh nghe. Thứ hai, Lê Văn Kẹt. Hay là anh qua đây với em đi. Thứ ba, Đỗ Văn Bận. Thế khi nào thì anh mới đến được? Thứ tư, Mai Văn Tới. Lúc mấy giờ hả anh? Cuối cùng, Nguyễn Văn 12. Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ nói, văn phòng làm ăn bề bối quá, có cái danh sách khen thưởng mà cũng quên. Có một nhà bác học nọ đang lúi húi làm vườn. Một ông bá tước ngạo mạn đến gần và nói, trông xa tôi cứ tưởng là con bò, lại gần hóa ra là ngài. Nhà bác học vui vẻ trả lời, tôi cũng vậy, trông xa tôi cứ tưởng là ngài, lại gần hóa ra lại là con bò. Ngày nghỉ, có một anh chàng đến sở thú để xem khỉ. Anh ta ném cho chú khỉ một hạt lạc. Chú khỉ nhặt hạt lạc lên rồi đặt vào hậu môn, sau đó mới bỏ vào miệng. Anh ta thốt lên, kinh quá. Sau đó anh ta ném cho chú khỉ hạt lạc khác, nó cũng nhặt lên, đặt vào hậu môn, rồi sau đó mới lấy ra ăn. Anh ta lại thốt lên, kinh khủng quá. Anh ta đến nói với người trông coi sở thú gần đó, này bác, kia đúng là một con khỉ ngu xuẩn. Người trông coi sở thú đáp, không đâu, nó là một con khỉ thông minh nhất đấy. Tại sao? Tuần trước có ai đó đã ném cho nó một quả đào to, nó ăn luôn, hạt đào to quá không ra được. Chính vì thế mà bây giờ mỗi khi nó ăn cái gì đó, nó phải đo trước khi ăn. Ba người thợ săn có một ngày đi săn tệ hại vì không ai săn được một con mồi nào. Đến gần tối, người thứ nhất quyết định tách nhóm và đi sâu vào trong rừng một mình. Hai tiếng sau, anh ta trở về với một con cáo trên vai và nói, tao phát hiện có một cái hang nhỏ, tao dình trước cửa hang một lúc rồi tao hạ được con cáo này. Người thứ hai thấy vậy thích thú lắm, anh ta cũng quyết định tách nhóm và đi sâu vào trong rừng. Bốn tiếng sau, anh ta trở lại với một con gấu nhỏ trên vai và anh ta nói, tao cũng phát hiện ra một cái hang, tao dình trước cửa hang rồi tao săn được con gấu này, quả là một ngày đầy may mắn. Người thứ ba phấn khích và cũng quyết định đi vào trong rừng một mình. Đến mãi chiều tối vẫn không thấy anh ta quay lại, thế là hai người còn lại quyết định bỏ về. Vài ngày sau, hai người cùng đến thăm nhà của anh thứ ba và bất ngờ khi thấy toàn thân của anh đều bị bó bột, nhìn vẻ mặt rất là tàn tạ, đang nằm ở trên giường. Anh ta thều thào tâm sự, hôm ấy tao cũng phát hiện ra một cái hang to khủng khiếp, lại sâu hun hút, tao cũng bắt chước chúng mày, tao dình trước cửa hang. Rồi sao nữa? Chắc là sau đó mày trực chiến với một con quái thú hả? Không, tao không kiên nhẫn chờ đợi được lâu như bọn mày, nên tao đã chui vào trong hang xem sao. Thì bất ngờ nguyên một con tàu hỏa từ trong hang chạy ra, tí nữa thì mất mạng.
Ba vị tướng tài của ba quốc gia là một cuộc thi xem quân đội của ai dũng cảm nhất. Vị tướng của quốc gia thứ nhất nói: "Bây giờ tôi cho một tiểu đội lính của mình vào một căn phòng. Sau khi tôi thả một sợi lông gà chạm đất thì đúng một phút sau lính của tôi sẽ tự sát hết." Quả đúng như vậy, sau khi vị tướng này thả một sợi lông gà xuống đất và đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng cầu kinh của binh sĩ, và một phút sau tất cả đều tự sát chết hết. Đến lượt vị tướng của quốc gia thứ hai, ông nói: "Cần gì phải một phút, chỉ cần sợi lông gà vừa chạm đất là lính của tôi sẽ tự sát chết hết." Khi ông thả sợi lông gà rồi vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng súng nổ và tất cả đều đã chết hết. Đến lượt vị tướng của nước thứ ba, ông cũng làm như vậy, và ba vị tướng ngồi chờ. Nhưng chờ đến nửa tiếng mà vẫn chưa nghe thấy tiếng súng, nên hai vị tướng kia cười chế giễu vị tướng của nước thứ ba. Nhưng rồi vị tướng thứ ba cười khẩy và dẫn hai vị tướng kia vào phòng. Hai vị tướng kia há hốc mồm kinh ngạc vì thấy tất cả quân lính của nước thứ ba đang nằm dưới sàn nhà và đang ra sức phồng mồm thổi chiếc lông gà để cho nó không chạm đất. Và sau đây là câu chuyện cuộc thi lính của ai gan dạ hơn. Hôm đó có ba vị tướng của ba quốc gia đang ngồi nhậu với nhau. Lúc cao hứng, cả ba liền đề nghị thử xem lính của ai gan dạ hơn. Đầu tiên, vị tướng thủy quân lục chiến của quốc gia thứ nhất nói với tên lính hầu cận: "Mày leo lên tàu, chạy ra ngoài khơi, rồi nhảy xuống làm mồi cho cá mập ăn đi." Tên lính gật đầu, nhảy xuống bể cá mập, máu me loang tung tóe trên mặt nước. Vị tướng pháo binh của quốc gia thứ hai cũng không vừa. Ông ta nói với người lính của mình: "Mày leo vào khẩu pháo, cho ta châm ngòi rồi bắn vào bức tường kia nhé." Tên lính mặt tái mét leo vào khẩu pháo. Vị tướng châm ngòi, pháo nổ cái bùm, máu thịt văng cái phọt, dính vào bức tường cái pẹt, nhảy nhụa gớm ghiếc không thể tả nổi. Vị tướng của quốc gia thứ ba quay qua nói với người lính của mình: "Mày làm gì cũng được, nhưng nhớ là phải can đảm hơn hai thằng hồi nãy, nghe chưa?" Lúc này người lính quay qua và nói với vị tướng chỉ huy: "Cục cứt, tao méo làm đấy, mày làm gì được tao, thằng chó này." Một ông giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh: "Anh tìm trong nhà máy này một người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế tôi trong tương lai." "Dạ thưa sếp, tìm xong thì giao cho anh ấy việc gì ạ?" "À? Tìm xong, đuổi anh ta ngay lập tức." Trước nghĩa địa, có hai con ma đang đi dạo. Chợt thấy có một chiếc ô tô đỗ gần đó, và trong xe là một cặp tình nhân. Hai con ma bàn nhau cướp xe đi chơi một chuyến. Thực ra hai con ma cũng chẳng phải tốn công lắm, vì vừa thấy hai con ma là đôi tình nhân kia đã bỏ của chạy lấy người luôn. Một con ma bảo: "Mày chờ tao chút." Nói xong, rồi nó hớt hải chạy vô nghĩa địa. Một lúc lâu sau, nó quay trở ra và vác theo hai tấm bia mộ. Con ma kia ngạc nhiên hỏi: "Mày vác theo mấy cái cục bia để làm cái gì?" "Thế mày định đi ô tô mà không mang theo giấy tờ tùy thân à?" Có hai ông họa sĩ thất nghiệp nói chuyện với nhau. Người thứ nhất nói: "Cậu biết không, đã có hôm mình vẽ nguyên một đồng xu trên vỉa hè, nó giống y như một đồng xu thật, đến nỗi một người ăn mày suýt gãy móng tay khi ông ta cố tình nạy nó ra đấy." Người thứ hai trả lời: "Cũng được đấy, nhưng cậu biết không, hôm qua này tớ vẽ nguyên một đĩa xúc xích trên một viên đá lát ở vỉa hè, một con chó cứ tưởng là thật và đã ăn hết nửa viên, rồi nó mới nhận ra đó không phải là thật." Tại một bệnh viện tâm thần trung ương, trong phòng trực của bác sĩ có một bệnh nhân hối hả chạy vào: "Bác sĩ ơi, bác sĩ, bác sĩ,
Bác sĩ cho em một cây đinh 5 tấc với một cây búa đi. Em phải trả thù cái thằng cắt tóc. Tại sao em phải trả thù nó? Lần nào cắt tóc cho em, nó cũng cho cái kéo trúng vào da đầu của em, làm chảy hết máu da đầu của em. Em thù nó lắm thưa bác sĩ. Nhưng trả thù bằng cách nào mà anh phải dùng đến búa và đinh? Em có cách trả thù này độc lắm, đảm bảo nó hết đường làm ăn luôn. Nhưng mà bằng cách nào? Em lấy cây đinh 5 tấc đóng vào đầu của em, rồi cho là cắt tóc. Thế nào nó cắt chúng cũng gãy cây kéo cho mà coi. Cho nó hết đường làm ăn luôn. Có một ông khách ngồi trong tòa hạng nhất. Đối diện với ông là một quý bà rất là sang trọng. Ông khách nói: Thưa quý bà, nếu tôi hút thuốc ở đây thì có làm phiền bà không ạ? Vâng, tất nhiên rồi. Vậy thì xin mời bà sang ngay tòa bên cạnh, tại vì tôi sẽ châm thuốc hút ngay bây giờ đấy ạ. Có hai cha con ở một trang trại vùng nọ ra chợ thị trấn để mua một con bò sữa mẹ. Thằng bé thấy bố nó đi chọn mua, cứ sờ nắn hết mồm, mắt, mũi, tai, chân, rồi là đến vú của những con bò. Thằng bé tỏ ra rất khó hiểu. Khi hai cha con đã chọn xong và dắt con bò về nhà, thì lúc này đứa con mới hỏi bố: Sao lúc nãy bố sờ nắn mấy con bò kia kỹ thế ạ? Người bố trả lời: Khi mình mua một con gì, mình cũng phải xem xét thật cẩn thận, thật tỉ mỉ thì mới mua được loại tốt con ạ. Về tới nhà, thằng con chạy tót đi chơi, còn ông bố thì lo nhốt con bò vào trong chuồng. Lát sau, thằng bé con chạy về và hét to: Bố ơi, bố ơi, phía sau nhà kho của mình có một anh nào lạ lắm. Hình như anh ấy đang muốn mua chị hai nhà mình đấy bố ạ. Có một anh chàng đến tiệm tạp hóa để mua thiệp tặng người yêu vào ngày lễ tình nhân. Anh ta hỏi chị bán hàng: Chị ơi, ở đây có bán cái tấm thiệp nào mà nó có ghi dòng chữ anh chỉ yêu mình em không? Chị bán hàng vui vẻ trả lời: Dĩ nhiên là có chứ. Đợi một chút để chị đi lấy. Chị lấy cho em 10 cái nhé. Chị lấy cho em 10 cái nhé. Chị lấy cho em 10 cái nhé. Có một viên cảnh sát đang đi ngoài phố thì trông thấy một cô bé đang hí hoáy nặn tượng gì đó, liền đứng lại và hỏi: Này cô bé, cháu nặn gì đấy? Dạ cháu nặn chú cảnh sát ạ. Thế cháu nặn bằng gì? Dạ bằng đất sét, cát và bằng cứt ạ. Viên cảnh sát lấy làm bực tức: Thôi ngay đi, nếu không chú sẽ dẫn về cho bố mẹ cháu đấy. Một lát sau, viên cảnh sát quay lại cô bé và hỏi: Thế bây giờ cháu nặn gì đấy? Dạ cháu nặn chú lính cứu hỏa. Cháu nặn bằng gì? Dạ bằng đất sét và bằng cát ạ. Viên cảnh sát nhếch mép cười: Thế cháu không thêm cứt vào à? Cô bé đáp: Dạ không, nếu như cháu mà thêm cứt vào thì nó lại hóa thành chú cảnh sát ạ. Ba người bạn ngồi uống cà phê ở một quán cà phê nọ. Khi đã hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi: Theo mấy anh thì mấy anh định nghĩa thế nào là một người bình tĩnh? Anh thứ nhất lên tiếng: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. Người bình tĩnh là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó. Anh thứ hai lên tiếng: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. Người bình tĩnh là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói: Xin lỗi ông bà cứ tiếp tục. Anh thứ ba nói: Theo tôi thì tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. Tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói: Xin lỗi ông bà cứ tiếp tục. Khi tôi nói như thế mà cái thằng đó nó còn tiếp tục được
thì nó mới là người bình tĩnh. Có một quý bà vào một nhà hàng sang trọng. Trong lúc gọi món thì thấy tất cả các bồi bàn đều không đeo găng tay, nên bà ta tỏ vẻ không hài lòng. Bỗng có một nhân viên đi ngang đeo găng tay rất là lịch sự. Bà liền yêu cầu anh ta phục vụ riêng cho mình, và bà hứa sẽ bo cho anh ta rất là hậu. Sau khi ăn xong, bà gặp người quản lý và than phiền: tại sao trong một nhà hàng sang trọng như thế này mà tôi thấy chỉ có đúng anh bồi bàn kia là mang găng tay, như vậy là sao? Dạ thưa bà, anh ta không phải là bồi bàn đâu ạ, mà anh ta chính là nhân viên dọn nhà vệ sinh ở trong nhà hàng này thôi đấy ạ. Có hai oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang. Một oan hồn hỏi: sao mày chết? Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng. Nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Thế còn mày? Tại vợ tao ngoại tình. Vợ mày ngoại tình thì mắc mớ gì mày chết? Tao biết nó ngoại tình, nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trên giường không mặc quần áo. Tức quá, tao chạy xuống hầm, không tìm thấy tình nhân nó đâu cả. Tao lại chạy lên gác, cũng không thấy ai. Tao chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim và chết. Thằng ma kia nói: thằng ngu si, nếu như mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết. Sau thành công của kỳ thi Olympic toán quốc tế, nước chủ nhà lại tổ chức một cuộc hội thảo giáo dục, bao gồm những bộ trưởng giáo dục của các nước có nền giáo dục phát triển. Hội nghị đang tranh cãi xem nước nào có nền giáo dục tốt nhất. Đại diện một nước có nền giáo dục phát triển đứng lên trình bày: ở đất nước chúng tôi, tin học đóng vai trò hàng đầu. Một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể sử dụng thành thạo máy vi tính và Internet. Mọi người xôn xao về báo cáo này thì đại diện một nước khác có nền giáo dục phát triển đứng lên trình bày: thế đã là gì? Ở đất nước chúng tôi, có những thần đồng mới 9 tuổi đã có thể theo học chương trình đại học. Cả hội nghị vỗ tay nhiệt liệt. Bây giờ đến nước chủ nhà, ai ai cũng hồi hộp trước bài phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Tất cả đều là tầm thường hết. Ở đất nước chúng tôi, thậm chí có rất nhiều học sinh không biết đọc, không biết viết, thế mà vẫn tốt nghiệp cấp 2 như bình thường. Bác sĩ dặn dò bệnh nhân: bà bị thiếu chất xơ nghiêm trọng, cho nên bà cần ăn nhiều hoa quả, và đặc biệt chú ý, cần ăn luôn cả vỏ. Đến ngày tái khám, bác sĩ hỏi: bà ăn uống theo chế độ tôi dặn, có thấy khó khăn gì không? Dạ không ạ, thưa bác sĩ. Nói chung là đào, lê, táo, nho, tất cả đều ổn cả. Chỉ có điều là khi tôi ăn quả dừa thì đúng là hơi mất thời gian thôi ạ. Một cô gái rất sợ ma, phải đi học thêm vào buổi tối. Đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Cô luôn hy vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ. Một hôm, cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng. Sau một lúc trò chuyện, cô gái nói: em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm. Cảm ơn vì đã có anh đi cùng. Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái trìu mến: hồi còn sống, anh cũng thế, anh cũng sợ ma lắm. Ngày xưa, cách đây cỡ 1/4 thế kỷ, có một cô gái yêu một anh bộ đội xuất ngũ cùng quê. Nàng yêu chàng vì chàng rong ròng cao, đẹp trai như người mẫu, mặt vuông chữ điền, khôi ngô tuấn tú, tính tình hòa đồng vui vẻ và hài hước, giọng hát hay, chơi thể thao rất là cử khôi. Chiều cuối tuần, chàng đến thăm cô gái. Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, chàng đưa nàng ra công viên chơi. Chàng và nàng tìm một gốc cây cổ thụ vắng vẻ và tâm sự tỉ tê.
Trong lúc đang mê mẩn yêu nhau say đắm, tự nhiên cô gái dừng lại và hỏi chàng trai: "Anh ơi, sao mắt anh to thế?" Chàng trai hồn nhiên trả lời: "Mắt anh to vì hồi bé anh hay khóc nhiều." Cô gái tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy tại sao hồi bé anh không đi đái thật nhiều vào nhỉ?" Một anh chàng đang đi trên đường về nhà thì có một cô gái xinh đẹp chặn lại hỏi: "Anh có muốn vui vẻ không?" Thấy cô gái vô cùng xinh đẹp, ăn mặc lại bốc lửa, anh chàng liền hỏi: "Bao nhiêu em?" "Dạ 200.000 ạ." Anh gật đầu đồng ý. Thế là cô ta bán cho anh một quyển truyện cười. Có một anh chàng cao to đi xin việc ở một cửa hàng. Anh ta hỏi lễ tân: "Nhà hàng có cần người cực khỏe để đuổi những thực khách quá chén rồi gây rối không?" "Cần, nhưng anh phải chứng minh năng lực của mình chứ." Chàng xin việc tiến tới bàn đầu, tóm luôn người đàn ông to béo, ném vèo qua cửa sổ. "Anh thấy thế nào?" "Thật là tốt. Đợi ông chủ cửa hàng vào, sẽ nói chuyện với anh." "Thế ông ta đang ở đâu?" "Ông ta vừa bị anh ném ra ngoài đó." "Hả?